Và ngày hôm nay thì chương trình Aspirin buổi chiều sẽ mang tới cho các bạn thính giả một điều thú vị mà có thể bạn chưa từng biết. Các bạn thân mến, đó chính là loài gián. Tất nhiên là không phải thứ mà bạn muốn thấy chúng xuất hiện trong nhà bạn rồi, nhưng cũng có rất nhiều sự thật về loài côn trùng nhỏ bé bị ghét nhất hành tinh này sẽ khiến bạn thấy thú vị. Bên cạnh đó, loài gián cũng phải chịu nhiều tin đồn và quan niệm sai lầm. Một vài tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi, một vài cái thì lại có dính líu đến một chút sự thật. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hoàn toàn tách biệt sự thật và những tin đồn nhảm xung quanh loài gián. Đã đến lúc mà chúng ta trả lại một phần công bằng cho loài gián rồi. Bắt đầu nào, có phải tất cả các loài gián đều có hại? Câu trả lời là không. Có đến hàng ngàn loại gián tồn tại trên thế giới này, nhưng chỉ có 1% được coi là côn trùng có hại thôi. Chừng đó chỉ bao gồm khoảng 30 loài gián. Những loài gián hay được tìm thấy bên trong nhà bạn như gián Đức, gián Mỹ thì tất nhiên là có hại rồi. Nhưng đừng vì đám nhóc này mà coi tất cả các loài gián đều có hại. Gián có thể sống sót qua một vụ nổ bom nguyên tử. Điều đó là không thể. Đây là tin đồn được tin tưởng rất nhiều đến mức gần như nó biến trở thành sự thật. Sự thật ở đây là gián chỉ có thể chịu được lượng chất phóng xạ gấp nhiều, khoảng 10 lần loài người thôi. Còn chúng không thể nào sống sót khi bom nguyên tử nổ cả. Bùm một cái là đi hết. Gián đã tồn tại từ thời khủng long. Đây là sự thật. Gián được ước tính đã xuất hiện từ khoảng 200 triệu năm trước. Có những hóa thạch gián có niên đại cách đây đến 350 triệu năm, tức là chúng tồn tại trước cả một số loài khủng long. Gián có thể gây dị ứng nghiêm trọng. Điều này là đúng bởi vì là gián có thể tạo ra một loại protein gây dị ứng đối với một số người, nhất là với những người có bệnh hen suyễn. Chưa kể là cơ thể gián cũng mang rất nhiều vi khuẩn bám khắp nơi khi chúng bỏ qua. Gián có thể sống mà không cần đầu. Đây là một sự thật kỳ quái. Chúng thực sự vẫn có thể sống sau khi không còn phần đầu đến tận một tuần. Điều này là do gián thở qua các lỗ nhỏ trên các đoạn cơ thể và có một hệ thống tuần hoàn mở. Do đó, chúng không cần đầu để thở. Tuy nhiên, không có đầu thì lại không uống được nước. Vì vậy, lý do tử vong của gián sau khi mất đầu chủ yếu là chết khát. Có phải tất cả các loài gián đều có thể bay? Điều này là không đúng, chỉ có một số loài có thể bay thôi các bạn ạ. Phần lớn các loài gián chỉ dùng đôi cánh để cân bằng cơ thể khi nhảy. Gián càng to càng có hại. Không phải như vậy, kích thước hoàn toàn, đó không là vấn đề nói về sự có hại của gián. Con gián nhỏ nhất khi mang mầm bệnh thì còn nguy hiểm hơn nhiều lần so với con gián to. Gián sẽ ăn bất cứ thứ gì có thể. Điều này là chính xác 100%. Gián ăn mọi thứ từ thực vật cho đến thức ăn của người, tế bào da chết, rác, thậm chí là cả phân. Nice. Nếu bạn nghĩ rằng cách duy nhất để diệt gián là dùng thuốc diệt gián, hoàn toàn là tin đồn sai lầm. Gián không hề có vị trí cao trong chuỗi thức ăn và gián tất nhiên có thiên địch như rết, nhện, ong bắp cày. Gián thích đồ uống có cồn. Đúng là chúng rất thích hay chui đầu vào mấy cốc bia, nhưng có thể là do chúng bị hấp dẫn bởi đường bên trong đó, chứ không phải là chúng thích tiệc tùng đâu ạ. Bạn nghĩ rằng gián sống được rất lâu, đến mấy thập kỷ chăng? Không hề, gián chỉ sống được từ 6 tháng cho đến tối đa là 1 năm thôi. Có người vẫn nói rằng là gián vẫn có thể sống rất lâu mà không cần thức ăn. Điều này thì là sự thật, bởi người ta quan sát được rằng gián có thể không cần ăn đến 1 tháng, nhưng nếu không có nước thì chúng sẽ chỉ chết sau khoảng 1 tuần thôi. Gián chạy rất nhanh ư? Đúng như vậy, gián có thể di chuyển với tốc độ 1,3 m/giây. Đối với kích thước của chúng thì tốc độ này là rất nhanh, kể cả đám gián con cũng có thể di chuyển với tốc độ gần tiệm cận tốc độ con trưởng thành. Các bạn nghĩ sao về chủ đề tuần này của chương trình Aspirin buổi chiều? Xin hãy gửi thư góp ý hay là câu hỏi về hòm thư aspirinbuổi chiều@gmail.com. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!